này thiện hiện nghĩa là ác ma kia biết bồ tát này trải qua thời gian vô tận tư duy tâm nguyện là khi ta thành phật sẽ được công đức danh hiệu như thế nên tùy theo tâm nguyện tư duy của vị ấy mà nói như thế này thiện hiện khi ấy bồ tát này xa lìa bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện thiện xảo nên nghe ma nói liền nghĩ thế này lạ thật người này vì ta mà nói rõ sẽ được thành phật cùng công đức danh hiệu tương ứng với tâm nguyện tư duy lâu dài của ta do vậy nên biết chư phật quá khứ chắc chắn đã thọ ký quả vị đại giác ngộ cho ta đối với quả vị giác ngộ cao tột ta nhất định được bất thối truyền khi ta thành phật chắc chắn sẽ được danh hiệu tôn quý công đức như thế này thiện hiện đại bồ tát ấy nghe ác ma ấy hoặc quyến thuộc của ma hoặc các sa môn bị ma nắm giữ nói là đương lai sẽ thành phật danh hiệu như thế như thế nên tâm kiêu mạn càng tăng trưởng cho rằng ta vị lai nhất định sẽ thành phật đạt được danh hiệu công đức như thế các bồ tát khác chẳng bằng ta này thiện hiện như lời ta nói các hành trạng tướng của đại bồ tát bất thối truyền đại bồ tát này đều chưa thành tựu chỉ nghe ma nói hư danh thành phật biển danh ngạo mạn khinh miệt chê bai các chúng đại bồ tát khác này thiện hiện đại bồ tát ấy do khởi ngạo mạn khinh miệt chê bai các đại bồ tát khác nên xa lìa quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện đại Bồ Tát ấy xa đỉa bát nhã ba la mật đa, vì không có phương tiện thiện xảo, vì rời bỏ thiện hữu, vì thường bị bảo bọc bởi ác hữu, nên rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác.